Và những năm 1960, thứ duy nhất tệ hơn làm người da màu ở Mỹ là làm phụ nữ da màu. Đây là bộ phim về những người phụ nữ da màu ở Mỹ vượt lên trên nghịch cảnh và nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc. Và tôi còn quại, video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Ở phim này chúng ta có 3 người: Katherine G. Johnson, Mary Jackson và Dorothy Vaughan. 3 người này khác tuổi nhau nhưng mà ai cũng được ăn học đàng hoàng. Hàng ngày họ phải thực hiện các tính toán hồ sơ do các ban khác tại NASA giao xuống. Tính chất công việc khá là thời vụ, có việc thì làm mà không thì ngồi nhìn nhau. Đây là giai đoạn chiến tranh lạnh đang khá nóng vì Nga mới phóng thành công vệ tinh vào không gian để thúc đẩy quá trình tính toán quỹ đạo cho tàu vũ trụ. Các quan trên tại NASA đã đặt hàng một chiếc máy tính chủ nhưng mãi chưa thấy hàng đâu. Máy móc sao rồi? Do máy bay đường tắc nên chưa ship tới. Vâng. Tìm ngay cho tôi một ai biết giải thích hình học nhanh và chóng để tôi đăng dây đi. What the fuck, chẳng có lẽ cái NASA này không ai biết à? Thôi, làm thế nào cũng được. Nhanh cái chân lên trước khi đám vodka Dras Tuitie với chị Hằng. Ngay sau đó, bên nhân sự đến phòng tính toán để kiếm người. Cho tôi một cái tên ai đó biết về toán học đi. Full time hay part time? Part time. Thế thì có Katherine thôi. Đúng như lời Dorothy mô tả, Katherine là một thiên tài từ trong trứng nước. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã rất nhiều lần đoán trúng số đề, đỉnh đến độ dăm ba bài toán lớp 8. Cô bé cũng giải một cách easy, có khi còn giảng lại cho đám đàn anh. Sau khi nghe một đống in tư từ trong JD của bên nhân sự, Katherine được đưa đến phòng của nhóm nhiệm vụ không gian. Hít một hơi thật sâu và bước vào bên trong, Katherine đã bị choáng ngợp bởi nơi đây. Vứt hộ đống rác này cái, là lời chào hỏi của đám người ở đây dành cho cô. Bên cạnh đó là những ánh nhìn mang dấu hỏi chấm to đùng với thái độ chẳng mấy thiện cảm. Sau khi nhận việc từ sếp, Katherine bắt tay ngay vào công tác. Lúc này cô mới thấm được thân phận của mình ở cái chỗ này. Hồ sơ được đồng nghiệp giao đều bị tô đen ở những dữ liệu quan trọng. Những ánh mắt thao láo dành cho cô khi đi lấy ít cà phê. Và đỉnh cao nhất là sự phân biệt nhà vệ sinh. Các cụ đã dạy là không gì sướng hơn nặng tiểu kịp thời. Ấy thế mà mỗi khi mót ẻ, Katherine lại phải bật tốc biến, chạy 800m đến cơ quan cũ để đi nhà vệ sinh cho người da màu. Đã thế công việc lại còn chồng chất, khiến cô buộc phải ở lại OT. Đến khi xong số liệu giao cho sếp, thì ông lại bảo cô vứt chúng vào xả rác. Ông không có ý làm khó cô đâu, nhưng ở đây thời gian còn quý hơn cả vàng bạc. Thông tin có thể thay đổi xanh xoạch, nên mọi tính toán chớp trước chớp sau đều sẽ từ đúng mà hóa sai. Ông khuyên cô rằng, thay vì chỉ chăm chăm vào tài liệu được nhận, hãy nhìn xa hơn và phỏng đoán trước. Có như vậy thì cô mới trụ được ở nơi đây. Kết thúc ngày đầu căng thẳng, trên đường về nhà, Katherine đã kể cho hội chị em về áp lực mà mình đang phải gánh. Làm tốt thì có khi chả ai để ý, chứ làm tệ là chim cút ngay. Dorothy khẳng định bạn mình là người đỉnh nhất trong mảng này nên không phải phơ lo. Chỉ cần bút chì chạy nhanh bằng đầu óc cô là mọi thứ mượt ngay. Với đầu óc của cô thì làm gì mà chả đỉnh. Dorothy là một người có tố chất lãnh đạm, nhưng cô chưa từng được ngó ngàng tới. Bức thư tự tiến cử mình làm trưởng nhóm của cô đã bị bãi bỏ không thương tiếc. Lý do là gì chắc ai cũng đoán được. Còn với Mary, cô là một thiên tài với trí óc của người kỹ thuật. Đến trưởng phòng nghiên cứu cũng thừa nhận năng lực của cô, khuyên cô đừng nên lãng phí trí tuệ của mình, hãy tham gia vào lớp đào tạo kỹ sư. Nhưng với một người có combo phụ nữ cộng da màu thì đó là chuyện không tưởng. Tạm biệt với những chị em yêu quý, Katherine lại về với gia đình của mình. Tuy không còn bóng dáng của người chồng nhưng bên cô vẫn còn mẹ và 3 bình rượu mơ. Đó chính là nguồn động lực to lớn để Katherine tiếp tục nỗ lực. Mỗi ngày chủ nhật hàng tuần, 3 người phụ nữ lại đến nhà thờ dành cho người da màu để làm lễ. Ở đây cha xứ tôn vinh họ như những người thông thái khi đang làm công việc chế tạo tên lửa. Ngoài ra có một người nữa, đại tá Jim Johnson, một vệ binh quốc gia. Trong bữa tiệc sau đó, Mary đã nói chuyện với chồng về dự định theo học lớp đào tạo kỹ sư của mình. Anh này được cái thích cãi lời vợ, một mực phản đối. Trong mắt anh ta, một kỹ sư da màu á hả, nó còn độc lạ hơn bất cứ thứ gì ở Bình Dương. Và yêu cầu vợ dừng ngay mấy cái mơ tưởng hão huyền ấy lại, kẻo cô lại rơi từ thất vọng xuống tuyệt vọng. Bỏ qua chuyện ấy, Mary nhập bọn cùng hai người chị em của mình. Dorothy đang khuyến khích Katherine nên mở cửa lâu đài tình ái để cho chàng quân nhân kia cơ hội, nhưng cô nhất quyết không. Làm việc thì đã căng thẳng mệt mỏi rồi, lại còn cu đen đó nữa thì kiệt sức lắm. Một lát sau, Jim đến gần chỗ họ làm quen. Sau một tràng giới thiệu cho cô bạn, Dorothy và Mary rời đi để lại không gian riêng cho đôi bạn. Tôi nghe nói cô làm tính toán ở NASA. Đúng vậy, tức là làm gì? Chúng tôi thực hiện các phép tính cần thiết để cất hạ cánh tàu vũ trụ. Nghe oách phết so với một người phụ nữ. Ý anh là gì? Hơi ngạc nhiên thôi mà, kiểu căng thẳng. À thưa anh Johnson, tôi, sinh viên nữ da màu đầu tiên tại trường đại học Virginia. Mỗi ngày chúng tôi đối mặt với những công thức không tưởng. Chúng tôi là hội phụ nữ tại NASA. Và không phải vì chúng tôi mặc váy mà vì chúng tôi đeo kính. Bye, not see again. Ngày hôm sau, những người phi công đến gặp gỡ tại NASA. Đoàn chào đón chia làm đôi, người da trắng và người da màu. Lịch trình thì những người họ chỉ cần chào hết bên người da trắng là được. Nhưng John Glenn đã đề xuất từ tốn là để anh chào tất cả cái đã. Chính động thái bình đẳng này của John đã thúc đẩy thêm tinh thần cho chị em, trong đó có Katherine. Cho đến khi cô trở lại với công việc, những người đồng nghiệp đã chuẩn bị riêng cho cô một bình cà phê khác. Dĩ nhiên không phải là quà, nhưng nếu muốn mua quà thì hãy đến ngay với Cellphones để sắm ngay con hàng Samsung Galaxy A55 5G, smartphone mới ra mắt, trợ thủ dành cho các bạn trẻ năng động. Camera chính 50MP sắc nét kết hợp cùng chống rung quang học OIS,
hạn chế rung lắc tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Màn hình Super AMOLED 6,6 inch Full HD độ sáng tận 1000 nits, nổi bật giúp dễ dàng sử dụng ngoài trời. Kèm tần số quét 120Hz mượt mà khi vuốt cuộn trang. Trang bị chip Exynos 1480 tiến trình 4nm mới, giúp đáp ứng các tác vụ thường ngày của giới trẻ mà vẫn tối ưu được lượng pin. Pin trâu 5000mAh dùng thoải mái cả ngày. Đã thế còn an tâm bền bỉ khi có kháng bụi nước tiêu chuẩn IP68 chẳng ngại mưa gió. Mở bán tại hệ thống Sephones ưu đãi giảm còn 9,69 triệu, còn trợ giá lên đến 500.000 đồng khi anh em bán máy cũ để lên đời. Đặc biệt Sephones đang hỗ trợ trả góp 30, không lãi suất, không phụ phí và không cần trả trước. Chi tiết anh em hãy đến ngay 120 cửa hàng Sephones hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả và comment để đặt mua online nhanh chóng. Kịch bản ngày hôm qua lại tái diễn, thêm một chồng hồ sơ bị gạch be bét nữa, được giao cho Catherine giả soát lại. Sau một hồi nghiền ngẫm, cô đã mạnh dạn viết lại công thức tính lại. Mỗi tội kiến thức đang ra thì cơn mắc ẻ lại đến, buộc cô phải bật tốc biến đi vội. Trong khi đó, đám nhân viên đang dí mắt vào công trình của Catherine với một thái độ ngỡ ngàng ngơ ngác. Sau khi quay trở lại, Catherine bị đưa lên phòng sếp để chất vấn. Ông sếp hết sức bất ngờ khi cô ả này lại có thể tính toán chẩn chỉ đến như vậy, trong khi giấy tờ đều bị che lấp phần quan trọng. Đặc biệt Catherine còn biết đến cái tên Atlas, điều này làm ông sinh nghi. Làm thế quái nào mà cô biết đến Atlas? Tôi soi đèn. Ô ra thật này. Cô là Black Widow à? Ý ông là quá phụ đen thì đúng. Khả năng trả lời lẫn trí tuệ của Catherine đã khiến cho sếp ấn tượng. Ông cho phép cô được sử dụng hồ sơ Full HD không che để thực hiện các tính toán càng nhanh càng tốt. Sự nghiệp của Catherine bắt đầu nở hoa, còn với Mary thì đâm vào bế tắc. NASA không có slot cho phụ nữ vào chương trình đào tạo kỹ sư. Ở vị trí đó mở cho bất cứ ứng viên nào cơ mà. Nhưng mà cô không có bằng liên quan. Tôi là cử nhân khoa toán và khoa học vật lý, tương tự với hầu hết kỹ sư ở đây đấy. Nhưng luật mới yêu cầu phải học bổ túc tại Đại học Virginia cơ. Có gì thắc mắc thì đọc lại sổ tay nhân viên đi. Tập này có việc để làm là may lắm rồi. Cố mà giữ cái việc mà còn có cơm. Yêu cầu này thực sự khó giải quyết với Mary. Không phải vì vấn đề tiền bạc, mà là vì lớp đó chưa bao giờ có người da màu được học. Sẽ không bao giờ có chuyện cô được một suất trong đó cả. Nghe Mary than thở mà điếc cái lỗ nhĩ, Dorothy khuyên cô nên đi nói lý với quan tòa. Chị em đang chơi cứ nói lắm, rồi đùm đùm rời đi. Không để cho cuộc vui tàn sớm được, Dorothy trở lại kêu gọi chị em vứt hết công việc đi. Bắt đầu màn ăn chơi nhảy múa. Sao tất cả bất công, những người phụ nữ này vẫn yêu đời vậy đó. Và họ xứng đáng có được một cuộc sống công bằng hơn. Người ta nói tri thức không phân biệt sắc tộc, nhưng tại thư viện này thì có. Dorothy cùng các con bị bảo vệ đuổi ra vì cô tìm sách tại khu vực da trắng. Tuy nhiên điều đó không làm cô từ bỏ tri thức, như cái cách Jim không thể từ bỏ hy vọng để tiến lại gần Catherine vậy. Nhân bữa tiệc nhà Dorothy, anh đã lại gần để nói lời xin lỗi và tìm cách để hai người xích lại gần nhau hơn. Bầu không khí đang lãng mạn thì radio báo tin chấn động. Liên Xô đã thành công đưa phi hành gia vào vũ trụ. Đó không khác gì một cái tát rõ vang vào mặt người Mỹ. Cuối buổi làm việc ngày hôm sau, sếp đã tập trung toàn bộ nhân viên của nhóm nhiệm vụ không gian lại để yêu cầu tất cả ăn ngủ nghỉ ẻ ở cơ quan. Ai có vợ thì có thể gọi về để báo. Và đây là nhiệm vụ quốc gia nên sẽ không có lương OT. Nhân viên ở mọi ban ngành trong NASA đều dốc cạn sức cho kế hoạch chinh phục vũ trụ, nhưng kết quả họ nhận được đều chỉ là thất bại. Dĩ nhiên Catherine không thể nằm ngoài vòng xoáy ấy. Đến đi về cáp xe cô cũng mang hồ sơ và làm cho kịp. Những ngày nắng thì không sao, đến ngày mưa thì ôi rồi ôi luôn. Và vào một ngày như thế, sau khi đi giải quyết nỗi buồn về, Catherine nhận ngay một nỗi buồn khác từ ông sếp. Cô đã đi đâu vậy Catherine? Anh em thì làm tụt chỉ ra, còn cô thì đang ở đâu? Đi vệ sinh thưa ông. Alo, mỗi ngày 40 phút, cô đi review nhà vệ sinh NASA sao mà lâu đến vậy? Deadline thì dí tận cổ rồi mà cô vẫn có thể VKC and chill được à? Ở đây không có nhà vệ sinh dành cho tôi. Ý cô là sao? Ở đây không có nhà vệ sinh dành cho tôi. Tòa nhà này không có nhà vệ sinh cho người da màu. Chỉ có duy nhất một cái tòa nhà phía tây cách đây 800m. Ông biết chứ? Ông thì biết thế éo nào được. Đồng phục phải là váy dài qua đầu gối, giày cao gót và một chuỗi hạt ngọc trai cơ bản. Lương thì đéo đủ ăn ngọc trai cái lờ. Tôi đã phải làm như một con chó và đi vệ sinh như một nô lệ. Tôi đã sống bằng một bình cà phê mà các người không ai động đến. Vậy nên đi vệ sinh 40 phút là nhanh đấy thưa ông. Sau một tràng xả sạch nỗi lòng của mình, Catherine rời đi. Trong những cái nhìn ngây ngốc của những kẻ ở lại, sếp đã hiểu ra vấn đề và biết mình phải làm gì. Ngay lập tức ông cho triệu tập toàn bộ nhân viên đến, chứng kiến một bước ngoặt lịch sử của nhà vệ sinh NASA. Tấm biển nhà vệ sinh cho người da màu được gỡ xuống, kèm theo lời tuyên bố da gì thì da, nước tiểu đều như nhau, trừ mấy ông tiểu đường. Ở một diễn biến khác, chiếc máy tính chủ đã về với bản. Tuy nhiên các kỹ sư không tài nào kết nối hệ thống của nó được, cho đến khi người phụ nữ mang tên Dorothy ra tay. Bạn còn nhớ cuốn sách mà cô ấy lấy được từ thư viện chứ? Bằng sự học hỏi và tìm tòi thêm của mình, Dorothy đã nắm được ngôn ngữ lập trình Fortran. Từ đó cô có thể làm chủ ngôn ngữ lập trình của nó, để rồi truyền dạy lại cho các chị em cùng cơ quan. Ngày 5 tháng 5 năm 1961, con tàu Freedom 7 được phóng vào không gian. Trong sự chờ đợi của toàn bộ người dân Mỹ và sự nín thở của toàn bộ nhân viên NASA, con tàu đã được phóng thành công. Những người tham gia vào chương trình đều được tưởng thưởng xứng đáng sau bao gian khổ và cả chị nữa tại cơ quan. Trong khi hai người chị em thì đã có những bước tiến thì Mary lại phải hầu tòa để đề đạt nguyện vọng được đi học và có cái bằng theo yêu cầu.
Với một cô gái da màu dĩ nhiên sẽ gặp bất lợi, nhất là khi bang Virginia vẫn còn phân biệt sắc tộc sâu sắc. Nhưng cô thì có lý lẽ riêng của mình. Cô cho rằng cái gì cũng có lần đầu làm chuyện ấy. Quý tòa trước mắt cô cũng là một người khởi đầu cho nhiều thứ. Chắc ông cũng hiểu người đầu tiên quan trọng ra sao. Như người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ, cô đang phục vụ cho NASA. NASA sẽ mất một nhân tố đỉnh cao nếu như cô không được tại nguyện. Nếu chưa từng có tiền lệ cho một người da màu học tại lớp của người da trắng, thì Mary sẵn sàng là người tiên phong. Trước nghệ thuật ngôn ngữ đi vào lòng người của Mary, quan tòa đã đồng ý cho cô được học vào lớp ban đêm. Khỏi nói cũng biết cô hạnh phúc đến nhường nào. Chồng cô, người đã từng một mực phản đối, giờ cũng quay sang ủng hộ nhiệt tình. Anh còn tặng vợ chiếc bút chỉ kim để thuận tiện hơn trong việc học hành. Ngày đầu đến lớp, chắc chắn Mary sẽ là tâm điểm của những ánh mắt đến từ những người da trắng. Nhưng tầm này thì không phải lo, được tòa án bảo kê thì cứ tẳng tẳng mà nạp kiến thức. Trở lại với cô gái vàng trong làng tính toán, sau thành công của chuyến bay trước đó, Catherine đã để đạt nguyện vọng được tiếp tục với chuyến bay của phi hành gia John Glenn. Ban đầu sếp có hơi nghi hoặc về thực lực của Catherine, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy tự tin của cô, ông đã thông qua cho cô làm thử dưới sự kiểm tra của Stafford, cái khứa mà tô hồ sơ. Tàu vũ trụ Liberty Bell 7 trở về trái đất thành công. Phi hành gia bên trong được an toàn, nhưng con tàu lại chìm xuống đại dương. Đó không khác gì một thất bại với nước Mỹ khi để tiền thuế của dân đắp chiếu dưới đáy biển. Trong buổi điều trần, Quốc hội đã yêu cầu ông sếp giải trình cách mà ông sẽ làm để đưa phi hành gia John Glenn thành công đi và về. Tập này thì giải thích sao cho được. Sếp chỉ có thể cam đoan chắc rằng NASA sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh hệ trọng này. Tuy nói thì nói thế, nhưng nhóm nhiệm vụ không gian mới chỉ tìm được đường đi, chứ chưa tìm ra được đường về. Điểm quan trọng mà cần phải tìm ra chính là điểm được không được. Chỉ cần tính toán sai một chút thôi thì tai họa sẽ ập đến. Thông tin chi tiết sẽ được bàn trong cuộc họp với đại diện của Lầu Năm Góc và Hải quân. Catherine ngỏ ý xin một ghế trong cuộc họp để nắm rõ hơn thông tin. Dĩ nhiên là cô không được phép rồi. Stafford yêu cầu cô cứ làm theo yêu cầu là được. Mỗi tội là sau cuộc họp số liệu lại thay đổi, khiến Catherine có muốn làm chuẩn cũng khó. Vậy nên ngay trước buổi họp tiếp theo, cô đã đề xuất hẳn với sếp. Nhưng gã Stafford đã một mực ngăn cản. Gã cho rằng phụ nữ không được vào trong, nhất là trong đó còn có những quan chức cấp cao nữa. Sau khi xem xét, sếp cho phép. Tầm này nam nữ hay cầu vồng gì được tất. Cần nhất bây giờ phải là kết quả. Trong cuộc họp, vấn đề chắc chắn xoay quanh điểm được, không được. Các lãnh đạo muốn biết cụ thể thì khi nào tính xong. Bằng tất cả sự tin tưởng, cụ thể là hết cách, sếp đã giao cho Catherine lên thể hiện, không phụ lòng ông đã giao. Sau một hồi tính toán, cô đã cho ra kết quả, khiến ai nấy đều nhìn cô với con mắt kinh ngạc. Nhưng số liệu này chỉ đúng khi con tàu đi đúng lộ trình, không có gì đảm bảo chắc chắn cả. Nói thế thì chịu rồi, giờ về làm tiếp chứ tính sao giờ. Muốn chuẩn không cần chỉnh thì phải có máy móc. Chiếc máy tính đã bắt đầu có những tính toán đầu tiên dưới bàn tay của Dorothy. Trước bối cảnh deadline đã gần mà đám dev vẫn chưa nắm được cách dùng, một cơ hội đã đến với Dorothy. Cô sẽ đảm nhận một vai trò bên phòng máy tính chủ. Còn phòng của cô hiện tại sẽ giải tán, vốn là chị em trên bến giới thuyền với nhau. Dorothy không thể dương mắt nhìn đồng nghiệp bị sa thải như thế được. Cô sẽ nhận job với điều kiện tổ đội của cô phải theo cùng. Người nắm thế thượng phong đã thắng. Dorothy lãnh đạo chị em tiến thẳng đến phòng máy tính, bắt đầu công tác lập trình. Trong khi đó, Catherine vẫn miệt mài tính toán. Nếu có sai thì cô vẫn sẽ cố gắng làm lại cho đến khi đúng thì mới thôi. Nhưng tốc độ não đến tay không nhanh bằng máy tính được. Tuy rất tiếc nuối nhân tài này, nhưng sếp vẫn phải nói lời tạm biệt với Catherine. Khoa học kỹ thuật thực sự là con dao hai lưỡi, nó có thể thúc đẩy tiến độ, chính nó cũng làm mất đi người làm ra tiến độ. Trước khi rời đi, Catherine được thư ký gửi tặng một sợi dây ngọc trai, đó là quà của sếp dành cho cô khi ông hay tin cô sắp làm lễ cưới với Jim. Kèm theo đó là lời cảm ơn và tạm biệt sâu sắc. Ngày 20 tháng 2 năm 1962, phi hành gia John Glenn đã cất cánh trên con tàu Friendship 7. Sự kiện này như một vụ nổ truyền thông, thế nên nếu có bất kỳ sai sót gì xảy ra thì hậu quả sẽ khôn lường. Và nó sai sót thật. Chiếc máy tính sau 10 lần tính chuẩn thì đến lần thứ 11 đã sai. Thông tin lập tức được báo cho phi công. John cho rằng máy móc tầm này cút hết. Một là Catherine, hai thì vẫn là Catherine thế thôi. Ngay lập tức sếp phải cho người đến tìm Catherine gấp. Ngay khi nhận được hồ sơ, Catherine lập tức bật mọi hệ thống trong não để cho ra kết quả nhanh nhất có thể. Trong khi đó, John đã lên tàu và sẵn sàng cho chuyến bay. Kế hoạch này thành hay bại đều dựa hết vào vai Catherine. Kết quả cuối cùng cũng ra, nhưng không có thời gian giải lao. Cô phải bật tốc biến để đến phòng điều khiển trung tâm ngay. Tôi tự hỏi tại sao xe đầy ra mà không đưa cô đến cho sớm. Chán canh mẹo thật. Anyway thì kết quả đã được giao lại. Catherine đã xong nhiệm vụ nên giá trị của cô bị vứt lại. Nhưng thôi nào, có vấn đề gì chạy lại hỏi thì hơi nhọc. Nên sếp đã gọi Catherine vào trong phòng điều khiển trung tâm. Con tàu đã được phóng thành công. Mọi công đoạn đều được hoàn thành không một sai sót. Dự án bước đầu đã thành công. Sau khi chứng tỏ được thực lực của mình với máy tính, Dorothy cùng các homie của mình đã được nhận vào chính thức tại phòng máy tính. Và cô chính là trưởng nhóm. Sau bao cố gắng vất vả, người phụ nữ này đã có được thành quả xứng đáng cho mình. Trở lại với con tàu, John đang chill thì phát hiện có đèn báo động. Tấm tản nhiệt có nguy cơ bị bung ra. Nếu không tìm cách sửa chữa lại thì khi trở về con tàu sẽ bị hóa vàng ngay. Cách duy nhất có thể cứu vãn tình hình là phải buộc bộ đẩy ngược lại để giữ. Đồng thời phi công phải khống chế vượt trọng lực 0,05 gram. Sau khi nhận được chỉ định, John đã tiến hành thực hiện. Thông tin không ngừng được hai bên trao đổi trong lúc con tàu hạ cánh. Đã có lúc tín hiệu từ con tàu đã mất. Cả nước Mỹ đứng tim hóng chờ phép màu. Và phép màu cuối cùng cũng đã đến. Con tàu đã thành công vượt qua khí quyển và hạ cánh đúng vào điểm mà Catherine đã tính toán. Dự án đã thành công rực rỡ. Một thời gian sau đó, Mary tốt nghiệp và trở thành kỹ sư không gian nữ da màu đầu tiên của NASA. Dorothy trở thành quản lý gốc phi đầu tiên của NASA.
và được xem là một trong những bộ óc vĩ đại nhất ở đây. Còn Catherine, bà tiếp tục thực hiện tính toán cho kế hoạch Apollo 2 năm 2016. NASA đặt tên bà cho tòa nhà điện toán để ghi nhớ những nghiên cứu tiên phong của bà về vũ trụ. Phụ nữ không phải là món quà cho đàn ông, họ là món quà cho chính bản thân họ, cho gia đình và cho cả thế giới. Bằng tất cả tấm chân thành, chúc chị em trên toàn giải đất hình chữ S có một ngày 8 tháng 3 nhiều ý nghĩa và hạnh phúc bên những người thân yêu. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.